Anh nói thế là không đúng đâu. Em rất thích con trai làm nghề kỹ thuật. Họ mạnh mẽ và đầy nam tính. Thế người yêu của Nguyệt cũng là dân kỹ thuật phải không? Em đã làm gì có người yêu? Em đang sợ ế đi này. Con này rất là đẹp nhá. Đầu thủ mõm này, ngắn này, đầu lông xù, tướng mạo rất là đẹp luôn. Chân phải có một chút lông màu trắng. Giá rất hợp lý nhá. Giữa tay đây là mãi bên nhau bạn nhá. Mày thích bì tị à? Ừ. Mày nhìn lại cái mặt mày xem. Cống rãnh như đòi sóng sánh với đại dương. Máng mưa cái đòi tương đương với thủy điện à. Cháu chấp ca họ nhà chú mày. Nói gì? Cháu chấp ca họ nhà chú. Cháu một khi đã câu thì cực kỳ mau. Mình chia tay đi. Có chuyện gì em cứ nói với anh. Anh post lên Face, biết đâu lại được nhiều like thì sao? Anh còn đùa được à? Bố em bảo đi đánh bạc toàn gặp anh. Anh toàn ăn tiền của bố em thôi. Khổ quá, anh có biết đấy là bố em đâu. Anh nói gì? Thế anh cho em hỏi là anh năm nay bao nhiêu tuổi và đã có người yêu chưa? Hay là đã từng yêu ai chưa? Em nói thật với chị nhá. Em vừa đi tù về em chưa có người yêu. Ừ thì em tên là gì ấy nhỉ? Em là Quỳnh. Là Quỳnh? Mà lại xinh như búp bê thế này. Này, anh là Dượng đây. Em thích anh. Chưa đủ nghiêm túc. Em thích anh. Vẫn giả lắm, cảm xúc lên một tí em nào. Anh có phải là anh ấy đâu mà em có cảm giác được. 15 trừ 8, đúng không? Ừ, thì bây giờ 5 không trừ cho 8. Mày mượn 1 thì là 15 trừ 8. Đấy. Đấy, thế bây giờ dễ rồi. Mày đặt 15 ở đây, trừ 8. Đấy, bây giờ cũng như thế. Mượn 1. Anh hỏi là em là ai? Dạ, thưa anh, em tên là Mai. Mai? Trời dạ. Dễ thương quá. Mai ơi, em tên gì? Em biết cái bối rối của anh khi anh gặp nhan sắc của em, anh quýu rồi. Anh ơi, sao anh đeo ra sợi ra sởm gì đấy? Mày biết hôm nay Hà Nội bao nhiêu độ không? Mày có thấy nóng không? Em có ạ. Đến mai còn thấy nóng giờ cái điện thoại. Đến mai còn thấy nóng giờ cái điện thoại. Bad boy don't good thing. Gotta let me... Ngẩng cái mặt lên này. Nhìn đây này. Chồng con là cái nợ nần. Tha rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Đi đâu mà giờ này mới về? Con gái mà béo ấy, chứ trường hợp béo bệnh đó, phải chịu lắm. Con gái mà béo ấy, đớp ít thôi, nhá. Con gái mà béo ấy, đớp ít thôi, cho đỡ béo đi, giảm cân đi, nhá. Ăn ít đi, ăn điều độ vào, bớt. Cô nói cho mà hay nhá, ở cái tuổi cháu á, không lấy chồng nhanh lên, khác gì quả bom nổ chậm. Không chừng ấy, nó nổ tung cái nhà này lên đấy chứ. Gớm, cô nói cái gì mà khiếp thế? Còn gì nữa, tới đây ấy, người ta có cơi chầu sang xin. Là cháu phải quyết ngay cho cô. Họ mà mang chầu sang á, cháu bắt họ ăn bằng hết mới tha cho về. Mẹ em nói là em đi chung thang máy với ai, là người đó là chồng của em á. Ôi, sao vậy mọi người? Mọi người ơi. Chị ơi, thanh toán cho em thôi. Cái này có anh 20.000 ạ. Anh có muốn cho vào túi không ạ? Cho em vào túi luôn nha. Dạ vâng, thế anh cầm hộ em chút. Vâng. Say I love you. Say you. Me. No, you. Me. No, you. No, 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 no.
cái gì hả? Đại ca đại cốc cái gì về sái rau lợn hết nhá. Bố ơi, con muốn lấy vợ. Sao bố lại tát con? Mày xin lỗi ngay. Sao mày xin lỗi? Mày xin lỗi ngay. Tại sao? Tao bảo mày xin lỗi. Con xin lỗi. Tốt, tốt. Con đã có thể lấy được vợ rồi đấy. Con đã có thể nói ra những lời xin lỗi trong khi mình làm gì có lỗi gì. Được. Nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Tôi thì cao tuổi rồi, những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì... Con này rất là đẹp nhá, đầu thủ mõm này, ngắn này, đầu lông xù, tướng mạo rất là đẹp luôn. Chân phải có một chút lông màu trắng. Anh về nói ba má anh sang năm cưới em làm vợ cho anh, em đồng ý không? Không, em không đồng ý. Trời ơi, gì vậy? Sao vậy Linh? Con nói không là không mà ba. Linh sao vậy Linh? Tại sao không? Cái liền